Dạ vâng, chào mừng à, tất cả quý vị và các bác à, yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc Đã quay trở lại với à, kênh truyền thông chính thức của bên Cấp à, Cấp Audio Trung An à, Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa siêu chép JBL à, ST200 à, Bản mặt cười, bản à, cực kỳ là hiếm à, à, Vừa rồi thì bên em à, về được có à, 5 đôi, các bác nhé Về được có 5 đôi này thôi và đã trả hàng các bác hết rồi Giờ chỉ còn lại đúng một đôi thôi cho nên là bác nào mà chúng ta đang muốn sở hữu cặp loa siêu SURECRAFT JBL ST200 này, các bác liên hệ ngay về một trong hai số điện thoại ở trên màn hình giúp em nhé. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác và bên em sẽ hướng dẫn các bác cách thức đặt hàng. Vâng, JBL ST200 bản mặt cười, các bác có thể nhìn thấy là ở phía trên mặt này của nó này, thì đó là thép không gì được chạy CNC và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy đây là hình khuôn miệng cười các anh nhé à, hình khuôn miệng cười và đây các bác chúng ta có thể nhìn thấy từng cái góc cạnh của nó và cái, cái mặt này nó được chạy CNC à, hình tròn khuyết ở đây các anh nhé à, ở trên này không vậy khi mà bóng điện các anh nhé à, khi mà bóng điện hoặc là ánh sáng Đấy, đi vào đây thì các bác có thể nhìn thấy đây rất là đẹp rất là nổi bật đúng không ạ? Đấy, và đây là thương hiệu à, nổi tiếng à, logo JBL ở đây các bác nhé JBL st hai phiên bản mặt cười và đây các bác chúng ta có thể nhìn thấy đây là à, thùng màu đen à, các bác nhé thùng sơn sần màu đen đây rất là đẹp à, thùng à, sơn sần màu đen rất là đẹp 400W trở kháng là 8 ôm các bác nhé 400 w trở kháng là 8 ôm các anh nhé 400w trở kháng là 8 ôm và Mag in Mexico USA và đây các bác chúng ta cắm dây vào đây ở đây thì nhà sản xuất và các kỹ sư người ta cũng đã đánh dấu ở đây rồi cộng trừ và trừ là đen và cộng là đỏ đây các bác nhé Đấy. Vâng 400w trở kháng là 8 ôm thì các Cặp loa siêu chép này có thể ghép được cùng với lại hầu hết tất cả những uh, dòng loa trên uh, thị trường Từ bát uh, 20 đến bát 40 Đấy Và các bác nghe nhạc này, các bác karaoke này Và các bác trưng bày Một cặp loa siêu chép vừa hay vừa đẹp vừa xịn như thế này Đấy, Hàng bãi Mỹ sách tay mà giá chỉ có 2 triệu 500 ngàn đồng thôi các bác nhé 2 triệu 500 ngàn đồng đã bao gồm phí vận chuyển rồi Đấy Bác nào mà chưa có dây bên em sẽ tặng kèm dây cho quý vị và các bác. Vâng, cặp loa siêu chép này thì các bác hát karaoke ok, là không bị hú rít mic. Các bác nghe nhạc nó không bị chói tai, không bị đau tai và không bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Khi các bác kết nối cặp loa siêu chép này vào dàn âm thanh của chúng ta thì các bác sẽ nghe cái chất âm nó cái giải cao của nó được đẩy lên cao rất là nhiều bởi vì cái cặp loa siêu chép này nó hỗ trợ các bác từ cái giải 16.000 hz lên đến giải 35.000 hz cơ một cái giải rất là rộng các bác nhé một cái giải rất là rộng Các bác đã kết nối vào dàn âm thanh của chúng ta rồi khi các bác bỏ oh, cái cặp loa siêu chép này ra thì đảm bảo với lại quý vị và các bác là các bác sẽ không uh, thích nghe nhạc nữa đấy các bác sẽ không thích nghe nhạc nữa bởi vì những uh, âm thanh bay bổng uh, nhẹ nhàng len keng lay cách uh, của siêu chép nó đã không còn rồi đấy cho nên là các bác nghe nhạc sẽ cảm giác nó rất là nặng nề và à, nó rất là khó chịu Đấy. Vâng, chiều cao của nó là 19 cm quý vị nhé. Chiều cao là 19 cm, chiều sâu là 14 và chiều ngang của nó cũng là 14 cm. Đấy. Cặp loa siêu chép này thì được rất là nhiều bác tin dùng sử dụng và được các bác giới thiệu thêm anh em bạn bè sử dụng rất là nhiều rồi. Đấy, được các bạn đánh giá rất là cao Với cặp uh, siêu chép JBL ST200 phiên bản mặt cười này Vâng Em uh, xin báo giá lại Giá là 2 triệu 500 ngàn đồng Đã bao gồm phí vận chuyển Các bạn nhé à, Bác nào chưa có dây bên em sẽ tặng kèm dây cho quý vị và các bạn Một cặp loa siêu chép Nghe nhạc karaoke Trưng bày à, Trưng bày rất là đẹp độc lại hàng hiếm các bác nhé Hàng hiếm em còn mỗi cặp này thôi, cho nên là bác nào mà chúng ta muốn sở hữu cho mình cặp loa siêu chép này, các bác liên hệ ngay về một trong hai số điện thoại trên màn hình giúp em, các bác nhé. các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video về những thông báo mới nhất từ bên cấp Cốc audio chúng em. còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.